Kể từ khi làn sóng dịch lần thứ tư xuất hiện, Việt Nam liên tục ghi nhận các ca mắc mới. Hà Nội đang là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về số người nhiễm SARS-CoV-2. Hơn một năm qua, phát hiện, truy vết, khoanh vùng dập dịch vẫn là chiến lược của nước ta để chiến thắng dịch bệnh. Trong đó, việc xét nghiệm thần tốc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và những cán bộ xét nghiệm như những người lính hậu phương căng mình chạy đua với thời gian, đuổi bắt con virus SARS-CoV-2 để hỗ trợ công cuộc chống dịch bất kể ngày hay đêm. 2 giờ sáng, tầng 8 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vẫn sáng đèn. Những nhân viên này vẫn đang dốc sức làm việc không kể thời gian. Từ khi dịch bùng phát lần thứ tư, họ cũng chẳng nhớ mỗi ngày thực hiện bao nhiêu mẫu xét nghiệm. Chỉ biết rằng số lượng mẫu ngày càng nhiều hơn do dịch diễn biến phức tạp. Cái mẫu mà cần phải làm ngay và nhiều mẫu thì chúng tôi cũng ít có thời gian để được nghỉ ngơi. Và thời gian nghỉ ngơi là chỉ có cái lúc mà ăn cơm thôi, chứ là rất là mệt, kiểu như gần như là đuối sức. Nhưng mà cũng phải cố gắng, không biết làm thế nào cả. 9.000 mẫu là con số bệnh phẩm đỉnh điểm mà Trung tâm Kiểm soát Hà Nội phải thực hiện xét nghiệm. Một ca trực chỉ có 20 người, làm tất cả các công việc tiếp nhận mẫu, pha chế, xét nghiệm, đọc kết quả, không kể ngày hay đêm. Cũng bởi vậy, họ đã quen với những đêm trắng để trực chiến, thực hiện xét nghiệm. Sáng thì vừa mới làm xong, có nghĩa là cái ca muộn nhất rồi, thì vừa mới cho vào máy thì để đến khoảng tầm 5 giờ định để đọc kết quả, thì định ngả lưng một chút. Thì 3 rưỡi cái thì lại có một đơn vị lên, thì mà cái mẫu đấy lại phải chạy tiếp thì lại tiếp tục luôn, có nghĩa là thông đêm luôn, đến sáng luôn. Xét nghiệm là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao, bởi chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến kết quả. Trong khi đó, đợt dịch lần này xuất hiện với những chủng biến thể mới với tốc độ lây lan rất nhanh. Vì vậy, áp lực công việc càng lớn hơn. Thế nhưng, những cán bộ xét nghiệm vẫn luôn động viên nhau, nỗ lực hết sức cùng cả nước chống dịch. Công việc thì thật sự là rất là vất vả và mệt mỏi. Thế nhưng mà chúng tôi thì vẫn là luôn động viên nhau để mà cùng cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, để góp một phần nào nhỏ bé nào của chúng tôi đó để cho góp phần và để trong cuộc chiến chống lại dịch Covid này. Vì sức khỏe của cộng đồng, vì sức khỏe của nhân dân thì cũng rất là mong muốn nỗ lực để làm sao xét nghiệm thật là nhanh để có thể đóng góp vào cái công tác phòng chống dịch của thủ đô cũng như là công tác phòng chống dịch của cả nước. Lặng lẽ, âm thầm nhưng những xét nghiệm kịp thời, thần tốc của các nhân viên CDC đã góp phần giúp Hà Nội vượt qua 3 lần làn sóng dịch tấn công. Họ cũng đang góp công cùng cả nước một lần nữa chiến đấu để rồi chiến thắng SARS-CoV-2. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung vừa tiếp nhận 10 máy thở và nhiều vật dụng y tế khác do giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương trao tặng. Đây là nguồn hỗ trợ giúp bệnh viện có thêm những trang thiết bị để đáp ứng với tình hình gia tăng bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại đây. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung đã tiếp nhận 10 máy thở HFNC, 2 máy đặt nội khí quản có camera, 10 bộ đàm, 5 camera Wi-Fi, 10 máy lọc cấp khí tươi và 3 máy giặt sấy. Trước đó, bệnh viện cũng đã nhận được số tiền là 2,5 tỷ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch của Hội Những Người Yêu Hoa Lan Việt Nam. Nhân dịp này, đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung cũng đã cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của giáo sư Trần Duy Quý và các cộng sự đã ủng hộ lực lượng y bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch, đồng thời khẳng định những hỗ trợ này sẽ góp thêm nguồn lực giúp bệnh viện sớm đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh. Tính đến ngày 21 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 360 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 53 bệnh nhân nặng. Trong số 53 bệnh nhân nặng, có 29 bệnh nhân đang phải thở oxy, 6 ca phải thở oxy dòng cao và 18 ca thở máy, trong đó có 2 ca ECMO, 5 ca lọc máu liên tục. Theo quy định pháp luật thì người bị tạm giữ tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của luật trưng cầu ý dân. Để đảm bảo quyền lợi cho những người đang bị tạm giam tạm giữ, những ngày này các cán bộ chiến sĩ tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định để người đang bị tạm giam tạm giữ nắm rõ quyền lợi của mình trong bầu cử. Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An hiện có khoảng gần 1.000 đối tượng bị tạm giam tạm giữ.
Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, các cán bộ công an đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giữ, tạm giam. Những người tạm giữ, tạm giam thì họ khi vào đây thì họ hầu như không quan tâm đến cái việc là bầu cử hoặc là các cái chế độ chính sách hoặc là cái quyền nghĩa vụ của mình. Khi tiến hành bầu cử thì chúng tôi phải triển khai các cái hòm phiếu phù đến từng nhà giam để cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu do cái đặc thù của trại. Khu vực bỏ phiếu của trại tạm giam công an tỉnh thuộc khu vực bỏ phiếu số 9, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, và những cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bỏ phiếu tập trung trong khuôn viên trại hoặc bằng hòm phiếu lưu động. Đồng thời sẽ được nghiên cứu danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An trước khi bỏ phiếu. Chúng tôi có được cán bộ trại tạm giam tuyên truyền phổ biến những cái gì cần thiết để chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới. Thế là chúng tôi là người bị tạm giữ, tạm giam nhưng mà hứa là sẽ thực hiện tốt những cái quy định của trại tạm giam về việc bầu cử. Hiện tại, danh sách cử tri là người đang tạm giam, tạm giữ đã được trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An niêm yết công khai và được rà soát từng ngày. Qua đó kịp thời bổ sung cử tri là can phạm nhân mới, nhập trại hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri đối với những trường hợp bị tòa tuyên án tước quyền bầu cử. Là chúng ta thực hiện cái quyền của người bị tạm giữ, tạm giam đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thứ hai, một cái yêu cầu đặt ra của chúng tôi đó là đảm bảo tuyệt đối an toàn giam giữ trong mọi tình huống, thực hiện đầy đủ, hoàn thành tốt cái nội dung chương trình bầu cử, đồng thời là đảm bảo tuyệt đối an toàn giam giữ và đảm bảo công tác phòng dịch. Với sự chuẩn bị chu đáo, 100% số người đang bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An sẽ được thực hiện đầy đủ quyền lợi về bầu cử, được bảo đảm các quyền con người, quyền công dân theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Thời gian qua, nhiều hộ dân tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vô cùng lo lắng, bất an trước tình trạng nứt lún của quả đồi gần khu dân cư có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Dù tình trạng này đã diễn ra từ tháng 8 năm 2020, nhưng đến nay người dân vẫn phải sống trong hoang mang, lo sợ. Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự dưới đây của chúng tôi. Đây là những vết nứt kéo dài, tạo thành hình vòng cung ở khu vực khối 4, khối 5 thị trấn Mường Xén. Theo người dân địa phương, thì vết nứt này được người dân phát hiện vào khoảng tháng 8 năm 2020. Khi đó, có những vết nứt nhỏ kéo dài, nhưng đến nay vết nứt đã nới rộng hơn khoảng 1 đến 5cm. Thì trước đây sạt lở là mình phải bỏ tiền kinh phí ra để kè khỏi đất đai nó xuống nhà cũng ở không an toàn. Rồi cũng xin đề nghị với nhà nước, chính quyền các cấp, coi như là hỗ trợ kinh phí để lấy một số đất bên trên để cho dân ở cho an toàn. Sạt lở ở cái chỗ cái núi này là ảnh hưởng đến gia đình và tôi, là hẳn sập xuống là không ở được, là nguy hiểm đến dân số người gia đình trong nhà và tôi, là ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, là nhờ nhà nước là ủng hộ tài trợ tiền để gia đình và tôi là kè chỗ này. Qua kiểm tra thực tế, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 90 mét dọc theo quốc lộ 7A. Trên mái toa luy, cách quốc lộ 7A khoảng 100 mét, có đường nứt dọc theo sườn đồi dài khoảng 80 mét, chiều sâu khoảng 3 đến 4 mét. Vết nứt thứ hai nằm ở phía dưới vết nứt trên khoảng 150 mét, chiều dài khoảng 120 mét, chiều sâu từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, phía dưới còn xuất hiện nhiều vết nứt cục bộ, chiều dài từ 10 đến 30 mét. Nếu như mà là trời mưa nhiều mà kéo dài á, thì vết nứt sẽ là lan rộng, chẳng mà chắc chắn là sẽ sạt lở. Nguy cơ sạt lở rất là cao. Đó, chính vì thế thì cũng rất mong là chính quyền các cấp từ tỉnh đến trung ương tạo mọi nguồn lực để là giúp thị trấn. Khối lượng đất đá sẽ khối lượng tương đối nhiều. Theo như tạm tính thì nó sẽ trên 500.000 khối. Như vậy thì số lượng với tương đương như vậy thì cái số lượng tiền sẽ rất lớn. Thì chúng tôi đề nghị tỉnh là cũng phải có ý kiến về ra ngoài bộ, ra ngoài chính phủ để xử lý, có cái nguồn vốn là xử lý cấp bách để giúp cho Kỳ Sơn là khắc phục những cái hiện tượng là nguy cơ sạt lở này. Điều đáng nói, gần khu vực sạt lở trên trước đó cũng đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, buộc chính phủ phải đầu tư khoảng 48 tỷ đồng khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất.
Trong khi chờ đợi dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn vẫn tiếp tục vận động người dân trong vùng sạt lở cố gắng di rời đến nơi an toàn.